Không ngại. Theo khoa nó xem đâu. Theo khoa nó xem bắt đầu cho chào. À được thôi chị, được thôi. Ta lại gõ thì mấy cái chữ. Ủa, có hút điếu thôi. Đấy, mọi người xem rồi. Ủa, cứ bình tĩnh thôi. Nói đi. Từ chào đi, giơ tay chào. Chào chào. Bố cháu bị bắt rồi ạ. Chào chú. Bố cháu bị bắt rồi. Bốn trăm người. Rồi, vui cho gần 500 người. Anh cháu bình tĩnh nó đặt 1.000 lên không phải tiền thì tôi hết tiền lo của cháu cười anh nha, không nói bạn ơi. Chú. Rồi. Nói tên. Trọng Hùng. Rồi. Muốn. Chào chú. Đi. Máy này. Cứ im này. Để lên máy cậu nhá. Để lên là cho nó mũi. Bố cháu vẫn bình thường. Vâng, để đổi máy á, để cháu đổi máy á. Để cháu để anh đây, đổi máy. Đây, hết giật rồi, hết giật rồi. Được rồi. Bố cháu bị bắt rồi, chú Vũ Trọng Hải á. Dạ em mấy người muốn phát cùng không? Còn cháu biết. Cháu cũng không biết bao giờ bố cháu xử đâu. Giật quá. Quá kìa. Cháu là chú Trường Luân. Mọi người đừng thả tim. Mọi người xem mọi người đừng thả tim. Mọi người xem mọi người đừng thả tim giúp cháu. Cứ ghi đi, cứ người đi, cứ ghi lo đi. Bố cháu thả tim giúp cháu nó giật. Mọi người thả tim giúp cháu nó bị giật nhé. Điện thoại bố cháu liên lạc được. Bố cháu vẫn bình thường. Chú Dũng. Bố cháu bị bắt ở 2 tháng rồi ạ. Không biết được bên họ như thế nào nữa. Lát rồi. Mạng hơi. Mọi người đừng thả tim giúp cháu với máy nó giật. Vâng, cảm ơn chú Tuấn Vũ ạ.
Tới đây cháu muốn bán hàng để mang để kiếm tiền lo cho bố cháu thuê luật sư ạ. Mong mọi người ủng hộ ạ. Vâng, tôi lấy lại được rồi. Tuấn. Vâng ạ, và dạ, con em ở nhà bây giờ đang muốn vào cái lịch của nhà em để bán hàng với lại để. Vâng, cháu cảm ơn. Thôi rồi, bảo mọi người đừng cả tin nó giật. Cháu không biết được nữa. Cháu cũng chả biết về cái chuyện vụ cháu bị bắt đâu. Vâng. À, chú ở Thái Nguyên cháu chơi. Chú Dương Quyết, khi chú ở Thái Nguyên thì chú qua cháu. Mọi người đừng thả tim giúp cháu với ạ, không máy nó giật. Vâng, chú Hồng Hưng. Vâng, cảm ơn chú Hồng Hưng ạ. Vâng, cháu cảm ơn chú. Vâng, cháu cảm ơn chú Đăng Minh Nguyễn. Nguyễn. Vâng, bố cháu... Năm phẩm. Năm phẩm này, cậu làm à? Bán hàng trên mạng ạ. Mong cô ủng hộ ấy ạ. Vâng. Mọi người đừng thả lút ai cho cháu được không ạ? Không nó giật quá. Bố cháu bị bắt được 2 tháng rồi chú Lâm Công Tử ạ. Cháu không. Rồi cháu. Hôm nay Trang Văn Đại Bảo Văn. Không thả những cái nút like rồi chỉ... mặt cười trên mạng với ạ, không mạng nó giật quá cháu không, mọi người không nhìn được ạ. Chú Phương, chú Dương Vâng, có thời gian chú qua nhà cháu chơi ạ. Cháu bán quần áo trên mạng ạ. Tí ra inbox riêng cho cháu rồi cháu gửi số cho ạ. Giật quá, bảo mọi người không thả tim giúp cháu với. Vâng chú. Vâng, cảm ơn bác Thắng Vân ạ. Mọi người không thả tim giúp cháu với, không mạng nó giật ạ. Yeah. Anh đang ở gì đây? Anh đang cái loài sấy. Mọi người không thả tim giúp cháu với, thả tim nhiều mạng. Và cháu cảm ơn. Anh em mà không rõ đâu. Thế nhờ. Không phải mạng yếu đâu mà mọi mạng nó giật. Mọi người thả tim. Mọi người thả tim ít cho cháu thôi. Không cháu cảm ơn mạng nó giật quá. Đoàn anh ạ.
Cảm ơn ạ. Đã bây giờ bố cháu là bị bắt rồi. Bố cháu là bị bắt rồi, chắc là lên báo mọi người cũng biết rồi đấy ạ. Bây giờ anh em cháu đang có chuẩn bị bán hàng quần tinh ở trạm để lấy tiền nói cho bố cháu, thì ông cháu mong mọi người ủng hộ anh em cháu. Bị bắt rồi các chú nhá. Cô Thanh Dung ạ. Bây giờ thì hiện tại là không biết ai, không làm gì, ai chỉ bảo mọi người ai ấy thì người ta đỡ thả tim nữa thì đỡ giật được. Báo gì? Bố lên báo. Bố cháu có các trang báo ạ. Bố cháu không nhá, không bảo về không ấn được lúc này đúng không? Không. Cô tay nhờ. Cháu không rõ đâu bố cháu. Các tội gì cháu cũng, cháu nhỏ nhưng cháu cũng không biết ạ. Và cháu cảm ơn chú Trương Luân. Và bố cháu bị bắt trước Tết tầm trung. Vâng, cháu một hai hôm nữa cháu là cháu mới có mẫu cho đưa lên ạ. Bố anh ơi. Không, ô tô này là cướp ạ. Không phải ạ. Và cháu cảm ơn chú Luyện nhé. Thế không mệt. Em chuẩn bị phát mọi người biết, mọi người đỡ tưởng là lích ảo. Không thì mọi người cứ nghĩ là đây là lích ảo. Con chào, chào chú. Cuốn hơn cả. Và mẹ vâng. Cháu đằng sau đấy ạ. Mọi người thả ai con giúp cháu ít thôi ạ, không thì nó giật quá. Bố em không đang vàng không về đấy, cũng mấy anh ấy, chú ấy vào bảo là không phải. Hiện tại trong thời gian tạm giam mà chưa mới tạm giam mà chưa được. Cháu, cô, chú, cháu đi ăn cơm với cháu đi học nhá. Bye bye. Bye bye. Thôi cháu chào, cháu xin nghỉ rồi ạ.